Phú Quốc hiện đang vào cuối mùa mưa nên người dân thường dễ bị rắn, côn trùng cắn. Đặc biệt, có trường hợp hy hữu hơn là bị nhện đen có kích thước khổng lồ cắn, phải nhập viện điều trị. Chiều ngày 26 tháng 10, thông tin từ phòng khám SOS Phú Quốc cho biết, khoảng 2 giờ 30 phút chiều cùng ngày, phòng khám có tiếp nhận điều trị cho anh HTT ở phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc bị một nhện độc có kích thước lớn cắn. Bệnh nhân đến bệnh viện trong tình trạng bị đau nhức toàn thân, đau nhức ngón tay. Các bác sĩ đã tiến hành sơ cấp cứu, rửa vết thương, tiêm thuốc giảm đau. Thì lúc mà mình đang làm việc á, đang thi công, là con nhện nó nằm trong kẹt. Mình cái lấy tay mình thổi, không có để ý đó. Nó màu đen. Đó, mình thổi sao mà nó cắn. Nó làm cái phòng mình dính vô tay luôn. Mình nó vũ đi. Đó, mình nghe nó nhức. Nhức xong rồi mình lấy băng keo đen, mình quấn lại trực tiếp lại. Mình phải kêu đồng chí đi chung á, làm một mắt mình nhờ khổ. Trong bệnh viện của mình à, thì sau khi mà bác sĩ kiểm tra mẫu máu thì bác sĩ nói là bệnh nhân có đau, tôi thấy có hiện tượng bệnh nhân đau nhức toàn thân và sưng phù lè cái vùng cắn cũng như ngón tay bị có cái biểu hiện mà sưng lè và chuyển màu, thì tôi xác định là dù ít hay nhiều thì loại nhện này cũng là nhện độc. Sau khi mà tra cứu cũng như xin ý kiến các chuyên gia về côn trùng thì chúng tôi cũng xác định đây là một loại nhện độc và chưa xác định được cái loại độc tố cũng như là cái cường độ độc cũng như là cái hậu quả của cái loại độc do nhện gây lên, cho nên chúng tôi điều trị theo cái triệu chứng, cái diễn biến hiện tại. Các bác sĩ cho biết con nhện đen to, chân có lông đen xù xì. Khi căng thẳng, hai chân nhện có chiều dài khoảng 13 cm. Đặc biệt, con nhện có cặp răng nanh sắc nhọn,